Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trong video hôm nay em sẽ báo giá và quay tổng thể tất cả những chiếc xe mà hiện tại em đang có tại cửa hàng, từ những chiếc xe đạp giá rẻ 5-6 triệu đến những chiếc xe đạp khoảng mấy chục triệu. Đấy, thì chiếc đầu tiên ở trên hình là chiếc địa hình Merida Rambo 29 các bác nhé. Chiếc xe này thì được sử dụng vành bánh 29 inch và cấu hình của nó là Shimano Alivio với 9 tầng líp, 3 tầng đĩa. Đấy, phanh dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Đây, toàn bộ chiếc xe là zin hết 100%, bánh 29 model Jumbo, màu sắc đỏ vàng cực kỳ thể thao, rất đẹp, đang bán tại cửa hàng em là 8,5 triệu các bác nhé. 8,5 triệu cho một chiếc xe đạp thương hiệu Merida rất tốt trên thị trường này, bánh 29 inch. Các bác quan tâm đến chiếc xe nào thì nhắn Zalo ở bên dưới màn hình 0975709943, em sẽ gửi ảnh chi tiết. Đấy, cho các bác xem. Đấy, và chiếc thứ hai là chiếc địa hình Coupe, bánh 26 inch, model là Alaloc. Chiếc này thì được sử dụng bộ group chuyển động, bộ chuyển động rất là tốt của dòng Shimano các bác nhé. Đó là dòng SLX này. Đây là 9 tầng líp, 3 đĩa, đùi trục rỗng, cho 27 tốc độ khác nhau. Đấy, phanh dầu Shimano giảm sóc hơi các bác nhé. Đây, đang bán tại tháng là 8,8 triệu. Đấy, chiếc xe này rất là ngon. Đấy, chiếc tiếp theo là chiếc địa hình Janta Long 29. Đấy, vành bánh 29 inch, được sử dụng bộ chuyển động DOG. Đấy, DOG, đề sau DOG. Tay bấm xả trên này là Alivio. Đấy, cũng với cụm phanh dầu của Techo nữa. Đấy, thương hiệu Gian Ta Long, bánh 29 inch zin hết 100% các bác nhé. Đấy, chiếc này là size khung 15 inch, 15 inch nhưng mà nó là bánh 29 nên là nó vẫn thuộc size S các bác nhé. Các bác 1m6 đến 1m7 đi chiếc này thì rất là đẹp. Đấy, toàn bộ xe là zin 100%. Đây là chiếc địa hình gập đến từ thương hiệu Crorus Pháp không nhé. Đấy, chiếc này thì giá rẻ thôi 5,8 triệu nhưng mà nó có thể gập quặn lại cho các bác có thể đi du lịch. Đấy, cho lên xe ô tô hay là các bác mà muốn để trong nhà mà cái diện tích để xe nó không được rộng rãi thì chiếc này gập lại rất là gọn. Đấy, tiếp theo là chiếc địa hình 9XX1. 8,9 triệu, được sử dụng bộ chuyển động Alivio Atus các nhé, xin lỗi các bác, Atus với 9 lít, 3 đĩa, cho 27 tốc độ khác nhau. Phanh dầu của Shimano và giảm sóc hơi. Đấy, bánh 26 inch, chiếc này 8,9 triệu, màu sắc rất là đẹp. Đấy, chiếc bên cạnh là chiếc Touring có giảm sóc đến từ thương hiệu Titter các bác nhé, model TW 4009, bánh 700C, sử dụng cấu hình Shimano Atus 9 lít 3 đĩa, phanh đĩa dầu. Phanh đĩa dầu của Shimano giảm sóc cũng là dầu thủy lực và đang bán là 8,8 triệu các bác nhé. Đấy, Touring Titter. Chiếc bên cạnh đây là chiếc 9XX7T, giá bán là 8,5 triệu. Xe này thì được sử dụng cấu hình rất là cao các bác nhé, cấu hình Shimano DOG XT. Đây, các bác có thể nhìn Shimano DOG XT rất là cao cấp, 10 tầng líp, 3 đĩa. Trên này cũng là tay bấm xả DOG và cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. 8,5 triệu cho chiếc xe đạp cấu hình rất là tốt, máy yêu Shimano. Và đây là chiếc địa hình Gian ATX Pro, giá 6,8 triệu, đây là bản quốc tế các bác nhé, rất là đẹp, sử dụng cấu hình cũng rất là chất lượng là Shimano Aceza, 9 tầng líp, 3 đĩa, cho 27 tốc độ khác nhau. Phanh đĩa dầu của Shimano. Đấy. Đấy,
vành được cắt CNC rất đẹp này. Đấy, vành bánh 26 inch. Cắt CNC rất là đẹp. Đây và chiếc bên cạnh đây là một siêu phẩm các bác nhá. Thương hiệu Cam, thương hiệu rất là tốt của Mỹ và cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thì chiếc xe này được sử dụng bộ cấu hình là Shimano DOG 10 lít 3 đĩa full một group luôn. 10 lít 3 đĩa đùi trục rỗng. Full hết một set DOG. Tay bấm tay phanh dầu của Shimano. Thương hiệu Cam thì đã rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi, thương hiệu của Mỹ cực kỳ đẳng cấp và đang có giá bán chỉ có là 7,9 triệu thôi các bác nhé, rất là rẻ, 7,9 triệu cho một chiếc xe cực kỳ là chất lượng, vành 26 inch, là mirror của nó là mirror bi vòng các bác nhé, bi vòng rồi đùi trục rỗng đủ full hết Shimano phanh đĩa dầu. Bên đây cũng là một chiếc nữa, giá cũng là 7,9 triệu đến từ thương hiệu Gian. Model ATX 830S vành bánh 27,5 inch. Tay phanh dầu của Techtro. Cấu hình là Shimano Atut. 9 lít 3 đĩa. Size xe này là size M các bác nhé. Size này sẽ các bác vào 1m65 đến 1m75. Đi chiếc này rất là đẹp. Đấy, size M. Bánh 27 inch nước sơn màu đen với xanh lá chuối. Rất là thể thao. Bánh đĩa dầu. Bên cạnh đây cũng là một chiếc Gian ATX các bác nhé. Chiếc này là màu đỏ, model của chiếc này thì thấp hơn chiếc vừa lấy. Con này là 830, con bên này là 830S các bác nhé. Con này thì cũng bánh 27,5 inch, tông màu đen đỏ. Cũng là tay phanh dầu và cấu hình Shimano Atut. Con này thì là size S. Size S và đang có giá bán là 7,6 triệu. Đấy, các bác mà quan tâm đến chiếc xe nào mà em giới thiệu từ nãy giờ thì các bác nhắn Zalo 0975709943 để em gửi chi tiết. Gửi ảnh chi tiết. Đấy, tiếp theo đây là chiếc Touring có giảm sóc đến từ thương hiệu GLB. Model là 320. Tông màu trắng đỏ rất là thể thao. Gọi là B, bánh bánh là 700C. Sử dụng bộ chuyển động bộ cấu hình Shimano Atut, Shimano Alivio các bác nhé. Alivio với 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đấy, phanh dầu, sử dụng phanh dầu Shimano. Đấy, một con xe touring có giảm sóc để cho các bác mà thể dục thể thao trong phố. Đấy, và có thêm cái giảm sóc để cho các bác đi nó không bị tức tay tê tay trong một thời gian di chuyển dài. Đây là chiếc địa hình Merida Duke 550. Con xe này thì chất lượng từ đầu đến đít luôn các bác nhá. Full hết một set Shimano DOG 9 món từ đè chuyển động. Đấy, bộ đè chuyển động này, đùi đạp. Đùi đạp cũng là Shimano DOG các bác nhá. Đùi đạp cũng là DOG này. Đấy, bộ chuyển động, đùi đạp rồi con heo dầu đây. Đấy, con heo dầu DOG vào trên này. Đấy, bấm xả rồi đến tay phanh. Họ phun hết một bộ Shimano DOG cũng nhé. Con này thì 9 lít 3 đĩa. Đấy, bánh 26 inch. Giá thì chỉ có là 8,8 triệu thôi. Cực kỳ là tốt. Giá cực tốt cho một chiếc xe đạp rất là chất lượng. Đây, và chiếc này là chiếc địa hình BT Win. Model dốc Rider 540. Sử dụng vành bánh là 27,5 inch. Đè Shimano Atut 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đấy, rồi phanh dầu. Cái này là zin theo hãng luôn. Đấy, phanh dầu zin theo hãng. Đang có giá bán là 7,9 triệu các bác nhá. Đấy. Đấy, thì còn đấy, do là có rất nhiều xe các bác nhá, hàng trăm con xe nên là em sẽ kết thúc cái video này ở đây. Em sẽ để là phần 1, còn sẽ có rất nhiều phần nữa để em quay tất cả những cái xe đây, ở đây và cả trong nhà kia. Đấy, thì các bác cứ ấn like, ấn subscribe, ấn đăng ký kênh để theo dõi em sẽ quay những cái phần tiếp theo về những chiếc xe khác cho các bác xem. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.